Theo Ban Chỉ đạo Liên ngành tỉnh An Giang về an toàn thực phẩm cho biết, trong cao điểm Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, toàn tỉnh đã thành lập 134 đoàn thanh tra, kiểm tra 1.839 cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống và bếp ăn tập thể, thức ăn đường phố. Kết quả qua kiểm tra, có 1.792 cơ sở đạt, chiếm tỷ lệ 97,4%. 47 cơ sở vi phạm, xử lý vi phạm hành chính, 5 cơ sở, số tiền gần 25,5 triệu đồng. Ngoài ra, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn An Giang đã kiểm tra 9 cơ sở sản xuất kinh doanh và lấy 10 mẫu sản phẩm thực phẩm để kiểm tra chất lượng an toàn thực phẩm. Triển khai 2 đợt kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về nuôi trồng thủy sản, sản xuất kinh doanh giống thủy sản, kiểm tra việc sản xuất kinh doanh và sử dụng thuốc thú y, hóa chất, thức ăn dùng trong chăn nuôi. Cùng với đó, Quản lý Thị trường tỉnh An Giang chủ trì kiểm tra 6 vụ, phát hiện 3 vụ vi phạm.